À, xin chào bác, chào bác đã trở lại với Trang Kính Của Mình Xưa. Trước tiên rất cảm ơn bác luôn quan tâm tới bên em của bên suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh của em thì cũng đăng ký kênh màu đỏ bên phải bên dưới video, bật được quả chuông để mỗi khi lên kênh thì chúng thằng YouTube sẽ gửi nhắn rất nhanh đến số điện thoại bác. Hôm nay có cái kính đó là Sonoma 3 răng bản lề kép bằng phẳng Pháp xưa, sản xuất thập niên 150, cái này size 135. Dòng này em về rất nhiều, mỗi lần về là khoảng phải vài trăm cây. Cái này là Sonoma 3 răng, cầu to cầu đều, ốc sao tinh tế, còn rất là mới, cũng duyên toàn bộ độ mới khá cao luôn. Cầu giữa thì nó có cái chuyện vuông lô của hãng từ ngày xưa. Càng phải nó có cái chữ Sonoma và Marie France rất là rõ ràng. Chuyên về bên zin nhé. Đấy, về giá cả thì hồi sau bác sẽ rõ. Bác nào Hà Nội gần Hà Nội có địa chỉ nhé, em ở ngõ 390 Trần Trinh, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826 thì cũng là số điện thoại Zalo. Đây là địa chỉ chính và trụ sở chính suốt hơn 20 năm rồi, hơn 20 năm, và số điện thoại cũng thế. Bác lưu ý nhé, vì ngày nay rất nhiều đối tượng xấu giả danh Trang Kính Cửa Kính Xưa lên một lô kính là vài cái, vài chục cái, tuy nhiên không có địa chỉ, không có số điện thoại không. Thì cái điều chính cái điều đó là làm cho một số các bác lại bị mua phải hàng giả nhái. Bởi vì những con này Sonoma 3 răng này có giá là 6 triệu mốt hay gọi là 6.100k nhé. Giá là 6 triệu mốt hay gọi là 6.100k. Trong cái đó nó bảo là amo bọc vàng với vàng đúc mà 3 triệu rưỡi 4 triệu. Vàng đúc mà là 3 triệu rưỡi 4 triệu làm gì có giá đấy. Mà là kêu là siêu cổ nữa cơ. Thì các bác không cảnh giác là sẽ bị dính trong chiêu trò. Các bác đừng nhìn vào cái lượng follow, lượng view, lượng đăng ký kênh, lượng theo dõi Trang vài nghìn, vài chục nghìn mà lao vào mua là chết. Mình phải nhìn xem cái địa chỉ lâu năm hay số điện thoại lâu năm chưa. Rất đơn giản, địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm nó chỉ nằm ngay đây, bao giờ đấy nó phải rõ ràng, nó luôn luôn hiển thị. Chứ còn giấu địa chỉ, giấu số và thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại thì đừng bao giờ mua. Độ rủi ro rất là cao, rất là lớn, vì rất nhiều anh em đã bị dính. Khi em đi thẩm định thì nhiều khi mua các bác, nhiều bác bị dính. Có những bác mua cây Amazon một bản to gấp đôi bản này, cũng ốc sao này, mà mua giá 6 triệu 2. Thì bác nhìn lại cái nước vàng này, xem nó bọc vàng sáng gương, trong cái nước vàng của bác kia mua phải hàng giả nhái, nó dại ơi là dại đấy. Cho nên là nếu các bác mà không tỉnh táo tàu là sẽ bị dính ngay trong cái bọn chó bọn nó. Bởi vì sao? Bởi vì nó lên một cái video mà vài chục cái rất nhiều, đúng không? Thì khi đấy thì con đứa thì nó lại chơi cái chiêu trò là live trên đêm sáng hoa hội, live trên mạng xã hội là nó cứ hở ngực trễ ngực áo 2 giây, đấy là cứ tập trung vào cái chỗ đấy, là không tập trung món đồ là bị dính. Nên mua của người con trai thì tốt nhất, thứ nhất về đồ cổ xưa am hiểu hơn, thứ ba nữa là người ta có thể tư vấn cố vấn chuyên sâu đồ cổ xưa, đó là cái giá trị cực lớn khi mua những cái số đồ cổ xưa lâu năm, thường uy tín 20 năm, 30 năm, ngay cả số điện thoại của em là hơn 20 năm rồi đấy. Về hình thức mua bán, bác nào chuyển khoản ba ship bác nào ship code thì vui lòng đặt cọc 100k. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ ngày Tết, với điều kiện điện thoại trước, tránh tình trạng đến là xuất quá. Em đi gửi hàng và giao lưu đồ cổ đồ xưa, giá cái này là 6 triệu mốt hay gọi là 6.100k nhá, rất hợp tình hợp lý hợp phí. Đấy, phiên ngày này kết thúc. Xin chào tất cả các bác nào yêu quý kênh Cổ Kính Xưa thì đăng ký kênh màu đỏ có phải là dưới video để quả chuông. Nói rằng ngoài rất nhanh thôi, bởi vì là trong thời gian em làm 7 năm qua trên kênh YouTube, đặc biệt là bán tại ngoài được Trường Trinh là hơn 2 năm rồi, nên là cũng không phải giải thích nhiều nữa. Vì kênh của em triển khai từ xưa đến nay là nguyên tắc của em là hữu sản tự nhiên hương, không câu like câu view, không có đi thuê đơn vị để quảng cáo, làm cách chân tình chân thật chân thành nhất. Còn những cái kênh kia ấy, thì nó triển khai thì bây giờ nó toàn thuê bên quảng cáo đẩy like đẩy view để đăng ký kênh theo dõi cái chóng mặt thôi. Và xin chào các bác nhé.